Đừng bao giờ hy vọng cuộc sống này hết bất công. Tốt nhất hãy cố gắng để thích nghi với nó. Chúng ta sẽ thích nghi với cả những nỗi đau. Chúng ta thích nghi với cả những cái khó khăn. Chúng ta thích nghi với cả những cái gì gọi là ghê gớm nhất ở trên đời này, để mà chúng ta có một cuộc sống cho tốt, cho tử tế. Và đấy tôi nghĩ là cái ý nghĩa lớn nhất của một con người.